chào các bạn, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần hướng dẫn sử dụng của Tipbud Karaoke. Trên tay mình đang là sản phẩm Tipbud Karaoke. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái thành phần phụ kiện có trong Tipbud Karaoke này nhé. Sau đây mình sẽ mở hộp Tipbud Karaoke và giới thiệu đến các bạn những cái phụ kiện có trong Tipbud Karaoke này nhé. Đầu tiên là đầu Tipbud Karaoke. Đầu Tipbud Karaoke này có thiết kế khá nhỏ gọn, được sản xuất từ Hàn Quốc. Đầu karaoke Tipbud này gồm có những cái cổng kết nối như là cổng kết nối nguồn, cổng kết nối AV, cổng kết nối HDMI để kết nối giữa đầu karaoke Tipbud và TV. Đây là cổng LAN để kết nối mạng Internet. Và đây là hai cái cổng kết nối sử dụng trên thị trường Hàn Quốc. Mình sẽ không giới thiệu ở đây ha. Mời các bạn xem qua thiết kế của Tipbud Karaoke. Tiếp theo, Tipbud Karaoke gồm có một cái phụ kiện gồm một remote, một adapter nguồn, một sợi dây kết nối AV, một quyển sách hướng dẫn sử dụng và hai pin để sử dụng cho remote. Mời các bạn xem qua những cái phụ kiện có trong Tipbud Karaoke.